Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game One Punch Man. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình. Thì hôm nay video này sẽ cùng nhau đi vào tiến hành quay con Zombie Man. Nhưng mà đoạn này sẽ quay trước ngày ra mắt nó một chút xíu để mình xử lý nốt cái sự kiện Giáng sinh. Cái sự kiện Giáng sinh của nó thì hơi phèn phèn một tí nên đợt này mình không chơi lớn nhiều cả. Mình chỉ lấy khoảng tầm 20 lần drone để lấy tí cái quà chỗ 20 lần drone thôi. Thì sẽ có ở đây 5 lần drone cho mình cái quà phèn phèn ở dưới nhá. Giờ thêm tí cái vé tím là chính thôi. Tiếp tục cái mốc tiếp theo cho mình 10 cái vé đen là thứ mình quan tâm nhất này. Và mốc 20 lần cho mình 10 vé siêu tuyệt kỹ. Thì mình chỉ đang quanh mấy mốc này thôi. Và những cái mốc trên kia mình không có đủ. Một phần do tiền mình không có. Cái thứ hai thấy nó không ngon lắm. Ví dụ như đợt sinh nhật game nó còn có x5, nó còn có x2 phiếu, thứ linh tinh nó còn ngon ngon. Cái đợt này thấy nó quà nó cũng bình thường. Tất nhiên là mấy cái mốc cao nhất thì nếu đủ đẩn được mình nghĩ cũng có tác dụng đấy. Nhưng mà tuy nhiên là hơi tiền quá ạ, sẽ bỏ qua. Mình chỉ đánh quanh 20 lần nhé. Thì ở đây mình có tổng sẽ có ở đây mình có 24 lượt quay. Thì cứ quay hết thì thôi. Quay cái phần thưởng này cũng bình thường ấy mà. Ô sao game đơ hay lag hay sao mà không thể ấn được nhỉ? À đây ấn được rồi. Nó hơi đơ đơ tí. Được thêm một số cái vé thứ linh tinh hỗ trợ tí nào hay tí đó thôi. Cứ quay cho hết sạch đi nhá. Được thêm mấy cái ổ khóa thì cũng ngon đấy. Tại vì ra để tẩy ghi cái đấy cần nhiều. Mà game phải ấn hơi lag một chút xíu nhé. Không được cái thẻ tăng sao đâu nhỉ. Nhưng không sao. Quay nốt 9 lần đi. Chỉ có lấy cái siêu tiền vé siêu tiền kỹ vé đen thôi. Để ngày mai đi quay tướng. Đã được hai cái thẻ tăng sao rồi. Còn 4 lần nữa là quay lẻ thôi. Là ra cái giao diện nó ấn nó không được mượt lắm. Hết chưa nhỉ? Hết rồi đúng không? Rồi ok nhớ để dùng hết số lần rồi nhé. Tiếp tục bây giờ mình xuống phía dưới này mình nhận quà này. Đầu tiên là quà mốc này ấn vào ấn chữ nhận được. Bà đã đổi đường đã đổi thưởng thành công chắc nữa vào mail nhận thôi. Nhận tiếp cái quà chỗ này. Đấy thì cái sự kiện nó end nó thứ thì chơi nhẹ nhàng như vậy nhé. Chúng ta quay về giao diện game. Giờ quay về giao diện game mình kiểm kê xem có bao nhiêu vé thứ linh tinh rồi. Ở thời điểm mình quay video này là ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mình xin nối tiếp cho bạn cả ngày mùng 1 luôn là ngày ra mắt con Zombie Man SR cộng. Thì cũng không hiểu sao chưa thấy cái thông tin gì về cái chi viện anh hùng. Thì cũng chả biết là có hay không. Tại vì đơn giản là mình cũng, tại vì mình thì ngày mai định mua luôn. Tại vì muốn quay Zombie Man chắc nhiều khả năng phải tiêu cả kim cương để mua vé. Để bằng vé kim cương thì mất khoảng tầm 7.000 kim cương rồi. Thì cũng muốn là có cái chi viện anh hùng ăn thêm tí quà mà không thấy đâu cả. Thì không biết ngày mai nó xuất hiện chi viện anh hùng không hay là nó cho mình tiêu xong rồi mới ra thì cái không biết được. Và mình thì cũng muốn là quay sớm để đón năm mới luôn nó tiện. Nó thì thường quay sớm làm sớm đi cho nó gọn để còn đi luyện dần ấy. Thì cũng nói chung thì hiện tại thời điểm này chắc là chưa được 180 vé đâu. Nhưng mà ước lượng sơ sơ trong chuỗi sự kiện sẽ kịp được 180 vé. Nên thành ra là vẫn đang triển khai nó. Thì ngày mai sẽ quay từ sớm, nếu may mắn nó ra đủ sớm thì tốt, không có thể nối tiếp video bạn xem tiếp một số ngày. Nhưng nói chung kiểu gì sẽ lấy được Zombie Man thôi. Tớ xác định ước lượng là đủ rồi. Bây giờ ta sẽ chui ra ngoài tí, ấn nốt cái này tí là xong nữa. Rồi ta sẽ ra đây nhận ở đây mở cái này tí. Mình cũng đang đi kiếm cái đồ vẫn chưa kiếm được. Mở thử xem ăn may ra đồ nhé. Mình thì muốn kiếm được một cái giày nhưng mà không biết có ra không. Không được. Mở cái này nó random. Mà kể cả ra giày cũng chưa chắc đã được dòng ngon đấy, thì cũng khoai lắm. Toàn trúng bản vẽ đó. Nếu mà trúng nhiều bản vẽ quá mà dư thêm một bản vẽ nữa có thể mình sẽ chơi kiểu hên xui. Thì cầu may sau bây giờ mình sẽ được bản vẽ, mình sắp được thêm cái bản vẽ nữa chưa. Mình cũng, thật ra mình chơi Zombie Man là mình cũng rất muốn đú tốc nhưng mà hiện tại mình vẫn không có đồ. Ở đây có rất nhiều quà này nữa, đây là quà này, bao đây là cái quà của gói reset ngày có hoạt lực. Sự kiện Giáng sinh trong game đợt này mình đánh giá nó cũng không hứng thú với mình lắm. Cái khúc nhạc Giáng sinh này thì gọi cho chơi tí vậy thôi, chứ còn thực ra bỏ thích thú không thì có vẻ không thích thú lắm nên mình không đầu tư sự kiện này nhiều. Nhưng tuy nhiên là cái gói hoạt lực mình vẫn mua để làm gì, thì mình mua để cho có gì mình đấy để nâng cấp cái thiên phú tướng cho nhanh thì mình vẫn mua cái gói đấy, vẫn dáng mua gói đấy đúng không? Còn sự kiện này cho cái quà trong cái chỗ mấy cái quà này cũng bình thường, mình thấy nó không ngon lắm. Thì chỗ cái tiệm đổi ở đây ấn nhầm rồi, cái tiệm đổi ở đây chắc là mình chỉ đổ cố nốt tí cái chắc là đổi tí cái mấy cái vé là xong rồi. Cái vé cái đá là ba cái quan trọng nhất mình đổ xong rồi, thì còn bao nhiêu điểm thì chắc mình đổi một là cái này. Không đổi cái này thì mình đổi cái ổ khóa cũng được. Đấy anh quanh hoặc là không thì đổi cái mảnh vạn năng thôi. Thì anh quay mấy cái đấy là nó đổi được bao nhiêu thì đổi thôi. Còn nếu dư tiếp thì đổi tiếp mấy cái này thôi. Thì nói chung là có dư điểm thì đổi. Và không có dư thì thôi, chứ mình không cố nhiều hoạt lực vào đây. Nhưng mà vẫn giữ hoạt lực thì một số cái gói thì mình cũng mua. Rồi mình cứ để trong túi thôi. Nhưng mà để ở đây có 9 túi hoạt lực này không? Thì cứ để vậy thôi, về sau thì nâng cấp tướng cho nó nhàn đấy mà. Thế rồi xem có quà gì khác nhỉ? Đây quà này nhận nhé. Đây là thêm tí nữa là đi đập chuột một tí mà kiếm thêm tí vé. Không thì ra là kiếm kim cương, mà kim cương thì đủ để mua vé rồi nên không quan tâm lắm. Đây là số cái quà xếp hạng thôi.
Hôm nay quay vào chủ nhật mà, nên một số cái tổng kết, một số cái sự kiện. Đây là quà này, 10 cái vé siêu được kỹ của cái sự kiện Noel trên cái web riêng của nhà phát hành này. Tiếp tục đây là 10 cái vé đen của cái sự kiện đấy luôn, đúng không? Tiếp tục đây là 5 cái vé tím này. Cái thẻ tăng sao ở chỗ nào ấy nhỉ? À, cái thẻ, mấy cái thẻ tăng sao tứ tinh tinh là của cái vòng quay bình thường, những cái vòng đơn lẻ ấy. Nhận tiếp luôn thôi. Một số cái vé quay tinh tinh ấy. À, những cái lần quay của mình ở trong cái chỗ cái vòng quay kia. Xem có gì hot không, nhận toàn bộ cho nhanh mấy cái vé thôi. Còn quà gì khác không nhỉ? Chắc đa số là quà cái đấy thôi. Rồi, ok, nhận tất cả nhé. Ở đây mình quên cái nữa, nhưng mình chưa đánh hết cái này hay sao ấy. Cái này như hôm nay ngày cuối không? 31 ngày cuối. Còn 10 lần đánh nốt đi. Cái này đánh đánh cho nó hết lượt thôi. Mùa này có một tuần mình còn quên không đánh chứ. Đây, cứ đánh đánh tí cho nó hết lượt nhé. Rồi mình ra cho cái khâu chuẩn bị đến lượt lấy con Zombie Man, mình chuẩn bị qua một tí. Ấn bỏ qua luôn thôi, được bao nhiêu thì được thôi. Để lấy thêm tí tích điểm ấy mà, để đổi thêm tí quà. Nhưng dạo này hơi yếu. Được cái sau cái tuần sau cho x2 thì nói chung là 10 lần ấn cũng nhanh. Được thêm bao nhiêu được. Lấy đốt Zombie Man là coi như là mình cũng đủ được tương đối 3 cái búp tốc cho cái team 33 rồi. Không được xịn lắm nhưng mà thôi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cái tiệm đổi sau. Rồi chơi ra ngoài tiếp nhé, bây giờ mình ngó qua tí chỗ này nè. Nhận qua qua một tí xíu này. Để sẽ vào xem thử tí chỗ đồ, xem bây giờ à, cái bản vẽ, mình xem cái bản vẽ liệu được thêm bản vẽ nữa chưa. Thấy được khá nhiều mảnh ấy. Ở đây có mấy cái túi mảnh này, thì có thể chọn thêm lấy cái bản vẽ tiếp để xem có hên xui được không. Thì đây số chỗ mảnh ở đây nhá, thì cái mảnh bản vẽ nó phía dưới à. Mình có một cái bản vẽ hỏa lực rồi nhưng quan trọng mình chưa có đồ lấp lánh ấy. Mình chơi random hên xui cái đồ lấp lánh nhảy ra đồ dòng lấp lánh ấy. À đồ thường ra dòng lấp lánh ấy, thì mình phải chấp nhận là mình phải có một cái bản vẽ dự phòng để nhỡ không may lấy lại kiếm được đồ thì có cái mà nâng. Nên ra bây giờ mình sẽ đi qua một tí. Ví dụ ở đây mình cần 20 mảnh thiếu 7 không? À vậy thì chắc mình lấy luôn một cái bản vẽ đi. Thì bây giờ nếu là sử đen thì đây mình còn cái túi không? Dùng chọn một những bản vẽ này không thì mới thể dùng cái này 7, lấy 7 cái này ra vứt xuống kia nữa sẽ được thêm bản vẽ nữa. Vậy mình xem đủ nguyên liệu có thể đi random một cái. Mình có một món đồ tốc độ chỉ số không đẹp lắm nhưng quan trọng là tốc độ. Thì mình xem thử có hên xui lên được lấp lánh hay không nhé. Thì nó sẽ vào đây vì muốn cho tốc nó cao cao một tí ấy, nhưng mà nó nó hơi nhỏ nhỏ. Ở đây ví dụ ở đây cái chỗ cái giày đúng không? Giày ở đây mình còn cái nữa. Đầu tiên mình kiếm cái giày, giày phải liên quan đến bộ hỏa lực nhé. Bộ hỏa lực là những cái gì nhỉ? Ở phía dưới tí không? Ở đây lọc cái bộ tốc độ. Đây, phép thuật là của hỏa lực đúng không? Phép thuật với cao bồi, à đâu, có cao bồi lấp lánh lánh này từ bao giờ nhỉ? Ở sao mình có cái này từ bao giờ ta? Đúng không nhỉ? Cao bồi này, đúng rồi. Ở sao mình có từ bao giờ mình không biết ta? Cái này trang bị vào không? Ở giờ mình có đồ lấp lánh rồi mình không biết này. mình chả biết cái đồ này ra từ bao giờ cơ. Tất nhiên là cái dòng phòng thủ nó không ngon được bằng HP với tấn công ấy. Nhưng thôi tuy nhiên mình đang trong giai đoạn đú tốc ấy thì chắc lấy thôi. Mình cũng không biết cái này mình có từ bao giờ nữa đấy. Đồng phộng mình có từ bao giờ nhỉ? Mình đang định hên xui cái này này, cái HP này với lại mình đang định cái phòng thủ là toàn phòng thủ hết thôi. Mấy cái tốc độ của mình ở cái vị trí cái giày toàn phòng thủ thôi. Còn cái gậy sắt này nó của cái bộ khác nó không liên quan đâu. Thì cái bộ đây mình xem lại tí nào. Mình éo hết mình có từ bao giờ đấy. Cái này 98 gần đủ ở ghét thế nhỉ? Thiếu một tí xíu nữa.
Ở đây ví dụ cái này ở đây là, đúng rồi, bộ đấy là nó sẽ rơi ở đây. Đúng rồi, cao bồi xếp nhoáng phép thuật mới có rồi. Vậy thì giờ cô phải lấy cái giày thôi. Ô, mình không biết hình tứ có từ bao giờ nữa cơ. Chắc là mới ra gần đây, phòng thủ cũng được nhá. Thì ra mình đang lấy con này để đua tốc thôi. Được 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 ATK thì sướng hơn đúng không? Nhưng mà nếu mà đây tôi toàn HP với phòng thủ cũng được. Không quan trọng lắm. Cứ cường sẵn lên cấp 90 đi. Nhưng mà cái này phải để ngày mai mới tăng được nhé, tại vì cái đây mình đang phải đi chờ. Cái tiến bậc đấy đầu tiên là cường tốt cấp 90 đủ đúng không? Mình thiếu có hai cái này kiếm đâu nhỉ? Có cái nào nhanh nhỉ? Khiêu chiến cao thủ quà sổ tay là cái gì? À cái này đắt lắm, cái này chả mua. Sẽ có nguồn gì nó rẻ rẻ không, lấy thêm tí hay mua thêm một lượt thì đang nhiều kim cương. Một lần càn quét thôi thì mua thêm một lượt đi, mình đang muốn nhanh. À mà làm gì lượt mua đâu, mình mua mắc lượt bố rồi. Không được. Rồi ok, không sao thì có thể ngày mai lấy thôi, không? Ngày mai thử chờ đủ. Mình không không nghĩ là mình có cái này từ bao giờ đâu. Tiếp tế tinh luyện ra, mình xem à, khéo đủ vé đấy. À 15 vé làm phát tinh luyện đi. Tự nhiên nhìn thấy cái đồ tốc độ thì chẳng biết từ có từ bao giờ. À đây 10 cái đủ rồi. Cho mình tăng cái này lên thôi. Ủa sao chưa đủ? Hay lag à? Ấn đi tắt đi bật lại xem nào. Đây đủ rồi này không? Thì mình cho cái này lên thôi thì mình sẽ được cái lòng lấp lánh không? Tại vì người ta bảo mình phải có lòng lấp lánh mới được chuyển được thuộc tính sang. Bây giờ lấy cái này lên thì lấy cái lòng lấp lánh sang. Ấn tăng đi nhé. Lần đầu tiên mình chuyển dòng thì mình cũng chả biết đâu, lấy bừa đâu. Thế có tăng sát thương thì hàng ngang không? Xong mình sẽ di chuyển dòng sang à? Bây giờ xem chuyển kiểu gì nhỉ? Di chuyển này. Đây xem qua quy tắc nhé. Hiệu quả thêm của thẻ mở rộng sẽ siêu phàm có thể di chuyển. Và mục tăng thêm của A sau khi di chuyển sang B sẽ thay một mục tăng thêm của B. Đồng thời A sẽ mất mục tăng thêm này. Hiệu quả thêm gồm hai loại thuộc tính và kỹ năng. Trong đó số 1 và số 3 là thuộc tính, hai số 2 là kỹ năng. Có thể di chuyển thêm các hiệu ứng giữa các vị trí giống nhau thuộc thuộc tính, có thể thay thế thuộc tính cấp 2, có thể thay thế cấp 1, cấp 1 có thể thay thế cấp 2, chỉ có thể thay thế các thuộc tính nếu thuộc tính giống nhau. Mình đéo hiểu lắm. Bây giờ ví dụ giả sử giờ nếu mình chọn một cái giày bên con mình có cái lấp lánh cái này, có một cái 20 đúng không? Cái tốc 20 mình đây tốc độ 20, ví dụ mình chọn cái này thì sao? Thế bây giờ mình chọn cái dòng này, sao mình chuyển sang là sao? Thì về trước lại hy sinh cái dòng tăng sát thương hàng ngang không? Vậy là xong không? Là mình di chuyển sang là sang không nhỉ? Có lẽ sẽ không nhầm đâu đúng không? Thế mũi tên là chuyển từ cái giày sang giày này không? Thì nó sẽ thế vị trí cái tốc độ này vào cái chỗ sát thương hàng ngang không? Thì chắc phải chuyển thôi, giờ tìm đồ cũng chả có, chỉ sợ may lần đầu tiên chuyển nhầm thôi. Nhưng mình nghĩ chắc cũng chả nhầm đâu. Hai cái đều thuộc cái vị trí cái giày đều lấp lánh này. Chỉ vào cái này chuyển sang cái này, mũi tên chỉ sang tức lấy từ cái giày đè vào cái giày này đúng không? Từ cái giày bên ninja sang cái giày của này, chắc không nhầm đâu. Mình chỉ sợ không may nó chuyển dòng này vào dòng tốc độ thì vỡ mặt này, nhưng mà mũi tên chỉ vào thì chắc cũng không nhầm đâu. Được đấy, mình nghĩ chắc là di chuyển này thôi, từ cái này chuyển sang cái này theo hướng mũi tên thôi. Rồi ok, ấn di chuyển nhé, hy vọng không nhầm. Tốc độ sẽ thay thế tăng sát thương đánh ngang, đồng ý di chuyển không? À có thêm lần nhắc nhở chắc là đúng rồi không? Tốc độ thay thế ok, đồng ý. Mình không thể kiếm cái dòng đẹp hơn được nữa nhé. Như vậy thì cái dòng ta ấy nó mất này, cái dòng đã di chuyển nó mất đi rồi đúng không? Thì ấy kệ thôi, mình biết mình lấy cái tốc độ ở đây. Nhưng hiện tại bây giờ bên cái này mình sẽ chưa có tốc độ luôn, bởi vì đơn giản là mình mới di chuyển thôi. Bây giờ để kích hoạt nó lên thì bây giờ mình sẽ phải kích hoạt được cái này lên sao. Thì lên trước mắt tăng cái này lên 36 tím. Vào chỗ cường hóa mình vào chỗ tinh luyện. Rồi mình dùng cái này mình tăng sao tím lên để mở cái dòng tốc độ ra. Thì 36 tím sẽ mở cái này. Thì cần tăng sao phía trước để lên cấp chỉ định. Là sao ta? Hay bắt tăng sao vàng chứ à? Người ta tí sao vàng thôi. Nhưng mà nếu mà đua tốc có thứ chắc phải lên tầm 6 sao vàng ấy, chứ để 4 sao thì trông cũng củ chuối quá. Một lần tăng nó tăng cho mình khoảng tầm 8 tốc mà. Thì giờ mình có thêm 20 tốc, tức là khoảng tầm tương với khoảng tầm 3 cấp sao, hơn hơn 3 cấp sao một tí. Cứ phải tăng cái này thôi. Giờ xem sang cái này cho tinh luyện chưa nào. Đấy bắt đầu cho tinh luyện nó mình lên 3 sao để kích hoạt cái thuộc tính tốc nhé. Đây thiếu thiếu có thể mình sẽ thu hồi của con khác mình vứt sang, hay là xe có đổi thêm được không. Này có 5 cái vé này, nếu mà mua vé thì mất bao nhiêu nhỉ? Tại vì hiện tại đây mình cũng đang có khá nhiều kim cương, nếu mình mua cái vé một chút xíu, nếu mình mua thêm khoảng tầm 5 vé thì mất 750, khá là rẻ. Mua đi, giai đoạn này đang cần nhiều. À không, từ từ cũng chưa chắc, tại vì mua chắc thì đã đủ. Thực ra mua thì vẫn cần đấy, mà tại giờ này mình đang nghèo. Không, mình sẽ đi thu hồi con khác trước đã. Giờ mình xem con nào đang có cái đồ tím thì nhiều mình thu hồi đi.
Chả lẽ thu hồi của tank top à? Thu hồi tank top đang bị tụt máu nhỉ? Mình thì đang dồn cho cái tank top phải đánh cái chế độ thắt trăng khuyết. Con này rồi. Nếu bây giờ hồi hồi con này lẽ giảm sức mạnh của con này xuống tí. Con này được 3 con này rồi, con món này thì nó chưa được 3 sao tím này. Thì có thể hay mình thu hồi cái này xuống tí, xem con khác có cái nào sao tím nhé. Còn nếu không có nào có sao tím thì chắc phải thu hồi bên đấy. Hầu như tất cả con sau đều không có sao tím. Thì hèn vào không có, chắc phải hy sinh con ấy thôi. Phải hy sinh cái đồ của con đấy thôi. Con xương rồng là không có đâu. Phải chắc phải hy sinh cái đồ xương rồng tụt xuống tí đấy. Đổi lại mình sẽ lấy cái kia đây. Mình sẽ quay về chỗ con xương rồng. Hay đầu tư tí vào thẻ thăng sao nhưng mà có tụt nhiều kim cương quá không nhỉ? Ở đây nếu mình tụt xuống tí, mình đang muốn lên tí cho nó đẹp ấy mà. Có chắc hy sinh cái món này đi. Tụt từ hai cái này, tụt cái này chắc là sẽ đủ. Tại kia thiếu có vài sao mà. Thôi mình sẽ hủy cái này ra, mình đi mình ra bên này. Ấn chữ mở rộng mình sang bên chỗ dã, mình vào chỗ thu hồi. Thu hồi của cái này. Thu hồi luôn cả cái giày cũ này nữa để mình tăng sang giày mới không? À đâu, giày này có phải cái giày mình đang cường không nhỉ? Thế mình xem là cái giày mình đang ấy, cái giày mình đang dùng của con Flat là bao nhiêu nhỉ? Giày Flat đang cộng 0, vậy cái giày kia giày vừa gỡ ra mình lấy thêm thẻ tăng sao về nữa. Ấn chữ dã ấy mà thu hồi nhỉ? Cái này lần đầu tiên mình làm mình chả biết đâu. Sợ không may làm nhầm thôi. À nhá, thì thôi cái này thì thua luôn 100% được dạng này vàng mình nghèo lắm. Được 9 cái thẻ tăng sao. Với lại 60 cái thẻ tăng sao vàng với 9 thẻ tăng sao tím. Thì thu hồi thôi, mất 300 kim cương thôi mà. Xong rồi sau mình nâng lại cái con xương rồng sau. Giờ quay sang con này xử lý con này đã. Đây tinh luyện này vừa đủ đúng không? Đủ lên được 3 sao. Thì con này chủ yếu mình chỉ tăng cái sao tím cho cái đồ cái giày nó có tầm tốc độ thôi. Chứ còn mấy cái đồ kia mình thấy tăng chỉ tăng tấn công HP linh tinh thôi. Thì mấy cái đấy chỉ số mình không cần. Tại con này thực ra mình lấy về búp tốc thì mình cũng chả đú đam nó được. Nên giờ mình lấy về búp tốc là thì kích được cái búp tốc là lên tốc độ 20 là ngon rồi. Bây giờ nếu mà nhây một chút xíu mà tăng thêm cái sao vàng tăng thêm tốc độ thì tốt đúng không? Tại vì ở đây tăng sao đây lên sao vàng tăng cho mình thêm tốc độ nữa. Nếu đú sao cũng phải tăng cái này lên tí. Không biết có đủ sức để đú không, sợ tú phải tụt cái đồ con kia. Các bạn mình đang giữ một set cho con tank top mới đau đầu nhé, còn nếu mình không giữ tank top thì lại dễ. Ví dụ mình hy sinh hẳn con đồ con tank top đi thì đơn giản nhé. Rồi đây hiện tại mình đang níu cả đồ con tank top nên mới thiếu thẻ tháng sao. Chứ nếu bây giờ mình hy sinh con tank top và con chuẩn bị đang bị out team này thì thu hồi rất nhiều thẻ tháng sao này rồi tới bên kia thì cao. Hay mình hy sinh đi một tí nhỉ. Thế mà cứ tăng nốt cái thẻ tháng sao mình đang có còn lại nhé. Tăng lấy tốc lên mình xem lên tầm bao nhiêu tốc thôi mà. Tại vì cái này chắc lên khoảng tầm 6 sao vàng không? Đấy, ví dụ thử lên 6 sao vàng nhé. 6 sao vàng là mắc cái tốc của đây đấy. Tức là nếu mình chơi mắc cái tốc mình chơi 6 sao vàng cơ. Thế thì khéo mình hy sinh đồ tanh tốp mình thử đú tốc một lần đi. Xong có gì về sau nếu mà thèm đi cái kia mà tanh tốp bị tụt máu nhiều quá để đấy mình lại gỡ cái này ra nhét sao tanh tốp tí xíu rồi đi cái tháp sau vì cái tháp để gom được cả một tháng mà thì hy sinh chút kim cương đảo qua đảo lại đi. Thế bây giờ thẻ tăng sao mình không đủ. Hiện tại đang vứt tạm tanh tốp nhây ở trong team để cho đỡ phí thôi chứ thực ra bản chất giờ không chơi tanh tốp rồi thì ra mình đang thiên hướng chơi con này Mezagat đúng không? Đấy chắc là hy sinh tanh tốp một tí đấy. Thì mới có thể tăng sao được, gỡ tạo cụ nhé, mình gỡ cái đồ của tanh tốp ra. Để mình lấy thẻ tăng sao về mình đú tốc lên một tí nhé. Có thể quyết định là có thể đúng hoặc sai nhé, mình chả biết đâu, game này mình chơi dốt lắm. Giờ đang quay video chả biết hỏi ai thôi, cứ triển khai đi. Nếu mình thu hồi tất cả cái đống này đi mất khoảng 1000 đi đúng không? Thì mình thu hồi được thêm 15 cái thẻ tăng sao tím với lại này để mình bù đắp cho cái đồ con xương rồng. Nên mình chấp nhận về là tanh tốt mình sẽ bị yếu đi khá nhiều đấy. Thì vẫn còn đủ kim cương không? Ngày mai đinh tanh vẫn đủ kim cương mua vé. Được, thu hồi đi. Để mình rồi mình dồn cái quả đồ kia lên xem có được đủ hết cái set đồ tốc cho con này không? Rồi về đây mình tăng sao vàng tiếp nhé. Tăng sao này. Chứ mà cho lên 5 sao hết đã nhé. Xong rồi lên 6 sao không biết có đủ được không. Còn 90 mấy thẻ nữa. Đủ không? Vừa khít. À như vậy sẽ thiếu đồ của con đấy nhỉ. Mình lại không đủ đồ để nâng nốt con kia. À đâu thiếu một tí xíu thẻ đang sao. Mới shop đổi cái đổi đủ không? Được thêm một cái nữa. Đợt này chưa có tăng tỷ lệ cái thẻ đang sao nhỉ. Thiếu mất hai cái thẻ nữa là đủ. Có hy sinh được con nào đâu
Mình muốn còn nhây cho con kia một tí nữa, không thì cứ để tạm một cái thẻ kia chưa mắc đi. Để mình nhây tí cái tương đối tí cho con xương rồng đó. Con xương rồng thì đang dùng đồ hỏa lực đúng không? Cái tấn công của hỏa lực chắc là cái này chưa? Cái giày hỏa lực thì liên quan tốc độ, cái này tốc độ về đây chắc cái này đó. Sao mình nâng lại cái này lên nhé. Chắc ưu tiên nâng cái này một chút xíu dù gì nó còn đam. Con đam mà chưa nâng tí gì cũng chết. Hay có hy sinh tí mấy con phượng này sao nhỉ? Thì mình đang đủ tốc độ hiện tại, tốc độ hiện tại thời điểm này nó lên được khoảng tầm 1.400 rồi này. Có đủ thêm tí nữa không? Hết sạch thẻ tăng sao rồi. Bây giờ mà đi thu hồi con tanh tốt thì có thể tăng sao mà tiếc. Hay thu hồi tí vô lòng đất. Mình đang muốn xây dựng cả vô lòng đất là chủ lực, nhưng bây giờ mình thu hồi tí điểm vô lòng đất mình tiếc quá. Tại vì nếu bây giờ mình trùng sinh con thu lòng đất thì mình thu hồi đi một tí thì lại ngon. Hay thu hồi tí bên này. Nếu chấp nhận mua lòng đất nó giấy hơn thu hồi bên này thì mình sẽ lấy được thêm 15 cái thẻ tháng sau nữa về. Còn nếu mình chấp nhận hy sinh cái ô thiên phú này sẽ được nhiều hơn này. Nếu mình thu hồi bớt thì vậy sao? Mình lấy 33 thẻ về, bỏ đi 2 ô hỗ trợ nhé. Mình giữ lại mấy ô này thử nhé. À như vậy có tủ kim cương ngày mai của mình không nhỉ? Một vé là bao nhiêu nhỉ? À, hôm nay hình như hôm nay đang bán sẵn rồi không? Mình sẽ xem mắc là mất bao nhiêu. Mình sợ tủ kim cương hơi nhiều. Tối đa là 7.900. Nếu ngày mai muốn lấy vé này nhanh, hoặc không thì ngày mai mua vài gói random thì hên xui đủ. Bây giờ xem còn bao nhiêu vé đen nữa. Sau khi tính tổng là sự kiện Giáng sinh, hiện tại bây giờ chỗ vé đen là mình đang có ở đây là mình có là 126. 126 vậy thì vị trí à biết mình lần đập nữa ra kim cương nhưng mình chưa đập chuột thôi. Ờ hôm nay mình chưa đập chuột, nên mua thêm cái gì đó đập chuột đi. Thế được thêm cái gói 666 mình còn phát 666 nữa. Đầu tiên là mua hai gói kim, hai gói này lấy tí kim cương này. Lấy vừa khít một lần đập chuột x2 thôi. Xong vào đây đập chuột phát. Cái này đập chắc chắn là ra kim cương rồi. Nó chỉ được cái chỗ này nó sẽ vớt vát cho mình tí nữa là lên 9.000 mấy. Chọn vé đen chọn kim cương tiếp nhé. Chúng tôi phải lại quay ra ngoài kia tí. Nói chung cái cân đối từ từ đó. Giờ tí thể lực chỗ này đi xả bớt đi tí. Hơi tiếc tanh tốt một chút xíu đấy. Mình cũng đang muốn dồn nó tí. Nhưng mình lại không nỡ vứt tìm tí. Giờ mình đã vứt hy sinh đồ rồi thì mình sợ hy sinh tiếp nó thấp quá nó không ổn. Có 9.000 kim cương nên thu hồi luôn không nhỉ? Khó khéo chờ, mình nghĩ cũng chờ đi. Tốc mình thấy cũng khá là cao đấy. Hoặc không thì thu hồi đồ con khác sang rồi vứt sang. Ví dụ hy sinh đồ tí đồ con phượng nhé. Bây giờ thử xem món đồ con phượng. Bây giờ nếu mình hy sinh đồ con phượng được bao nhiêu thẻ tăng sao nhỉ? Này thực ra chỉ có 3 sao thôi. 3 sao là full HP. Còn Mezagat hiện tại mình đang để ở đây không có sao nào. Ở đây có cái này nhiều sao này. Bây giờ nếu mình lấy đồ con kia sang thì sao? Con này dính hai món tốc độ. Mình lên đây set ninja thì tính cái set này ngon hơn đấy nhỉ. Set này ngon hơn set ninja. Vì set ninja ở kia nó chỉ tăng đấu nhưng mình lắp lại đồ cho con tanh tốt nhìn qua tí nhé. Set ninja nó nhiều HP một tí xíu mà hơi kệ Mezagat dính đồ tốc độ cũng được. Đấy, set này tăng được có 12% tốc độ với lại 10% tấn công HP. Còn set mình đang dùng cho con này thì nó tăng cho mình được là 3% toàn thương miễn thương. Nhận bản thân nhận 3% toàn thương miễn thương và 10% HP tấn công HP. Thôi để nguyên set này cũng được, dính tí tốc độ cũng được. Thì đổi lại mình sẽ tụt cái này xuống tí này, tụt cái này xuống tí thì mình sẽ lấy cái thẻ tăng sao sang. Thì từ Mezagat giờ chỉ có hỗ trợ hồi sinh của mình thôi, mình sẽ không kỳ vọng là đam chính. Mặc dù mình muốn nó đam chính thì bây giờ mình sẽ tụt xuống tí. Đó, thì mình sẽ quay đấy, mình sẽ mở rộng túi mình thu hồi bớt lại tí. Bắt đầu 42 kim cương thì cần đảm bảo kim cương cho ngày mai nữa. Nó xong mình lấy cái này về mình nâng nốt con flash lên cho xong đi. Cho nó mắc tốc đi. Nhìn vậy đua tốc mình nghĩ chỉ có đến vậy là hết cỡ rồi đấy. Thì cũng chả hơn được đâu. Nó thì 6 sao mắc hết đâu. 1 món, 2 món, 3 món, 4 món rồi không? Như vậy là tối đa tốc của mình hiện tại với con flash. Tức là lấy con Zubiman về nó bị tụt tốc xuống một tí nhé vì nó còn mới. Cũng như là mình chưa chắc nó đủ được thức tỉnh 2 nên chưa chắc tốc đã hơn đâu. Còn thức tỉnh 2 đủ được không thì chờ xem tính toán lại đó.
xem ngày mai quay thế nào, người ta dự kiến thức tỉnh một trước cho nó nhẹ ấy. Còn nếu thức tỉnh hai nếu mà ham thì có thể ta chờ cái đợt nó comeback tiết kiệm tí cũng được, chứ không quay gấp quá thì sợ không đủ sức. Đấy thì ở đây hiện tại tốc mình lên là 1418, mình nghĩ là không biết có cao nhất, không biết có cao chưa, nhưng mà tôi hy vọng sẽ đủ cao. Nhưng mà tôi đánh đổi mất đồ khác khá nhiều nhé. Nói tôi mình sang lại con này, mình nâng lại con xương rồng một tí xíu nhé. Tăng sao lại chút xíu nhé. Đấy bạn là mình tiếc không giữ không gỡ thẻ tăng sao con vua lòng đất thôi với lại con tanh tốt thôi, chứ mình gỡ ra là mình tăng cũng hoành tráng lắm chứ. Ở đây hiện tại mình vẫn đang tiếc của tí mình chưa gỡ, tại căn bản là mình vẫn đang muốn để làm chủ lực của các team 3v3 thì ra mình tiếc. Thế còn nếu mà quyết tâm hơn tí nữa thu hồi hết hai con này thì lại ok, nhưng mà mình sợ thu hồi ra ví dụ như con tanh tốt thu hồi xong sợ lúc đánh tháp trăng quyết lại mình nâng lại thì ra nhiều khi cũng tiếc cái đấy, mình chưa chưa cố cái kiểu đấy lắm. Còn con vua lòng đất thì cũng kiểu kiểu thế. Với lại mình đang tập trung để đủ vé đen ngày mai mua vé, mình đã quay cái này trước ngày ngày quay một tí, ngày mai mình quay tiếp, mình nối tiếp video và các bạn xem, nên là mình muốn kiểu đấy. Còn bây giờ còn tí cái thẻ sao tím chắc mình dồn tiếp vào cho cái đồ của con xương rồng nữa. Thì bây giờ mình xác định team mình sẽ là tốc chính hiện tại trong giai đoạn mà Zombie Man chưa luyện xong thì là Flash. Zombie Man luyện xong thì Flash nó sẽ bị thay thế bởi Zombie Man, đúng không? Là con tốc là hoàn thiện xong đồ con tốc rồi. Còn mấy cái thiên phú nâng được bao nhiêu thì nâng, mình nghĩ cái đấy nó không quan trọng lắm. Còn hai con hồi sinh của mình là Mezzagat với Phượng Hoàng, có điều kiện thì nâng cao, không có điều kiện thì để cùi cùi thôi, thì mình để vậy hỗ trợ hồi sinh là chính thôi. Không thì còn lại là con DK là co phải giữ nguyên rồi, thì chủ yếu là đồ dồn cho Sea King với lại con xương rồng thôi. Thì Sea King cũng hơi hơi ít sao, nhưng mà thôi dùng tạm vậy, thì giờ cứ để tạm vậy trong tinh luyện tí thôi. Thì xương rồng người ta vẫn là đam chủ lực của mình, cái tinh luyện thôi. Sau về sau nếu lấy con nào đam mới thay thế con xương rồng, ta lại chuyển đồ sang là xong. Không thì mình tinh luyện cái đồ lên tí xíu nhé. Thiếu mất hai cái thẻ đằng sau nữa. À, hai cái thẻ tinh luyện nữa, hai thẻ tinh luyện nữa. Bây giờ chỗ điểm này đổi chắc chắn là một thẻ đúng không? Bây giờ thì chắc là kiếm thêm 5 vé. Bây giờ mình xem cái điểm ở trong cái chỗ shop, cái shop kia có đủ không để đỡ phải mua nhiều kim cương. Ta sẽ quay về chữ shop của cái quyết đấu vinh dự, nó có cái vé này đủ nhỉ. Mình định gom lấy tí cái ấy, mình định gom điểm mình lên lấy cái khác, nhưng mà à không, mình đổi rồi thôi, cái lấy cái này lấy 5 vé đi. Để mình quay luôn phát ra gọn đỡ tốn điểm. Rồi chui về chỗ trạm tiếp tế nhé. Thì phát này nữa là coi như chắc chắn mình sẽ đủ không? Thì chắc chắn là một được một cái thẻ tím. Với lại đổi cái điểm ra nữa thì mình sẽ được thêm một cái nữa là hai. Đấy điểm này mình đổi. Chúng ta có thể đổi được khoảng tầm hai cái không nhỉ? Được một thôi đúng không? Một cũng được rồi. Còn quay sang kia thì tăng nữa là vừa khít lên 3 sao. À nhưng mà đồ đấy có lấp lánh không nhỉ? Không có lấp lánh thì tăng làm chó thì. À, đồ này gì có lấp lánh không nhỉ? Phải tăng lên không ý nghĩa lắm nhỉ? Mình quên mất cái này không có lấp lánh, nhưng không thì mình vứt sang cái Sea King thì nó có nhiều cái đồ lấp lánh thì nó tăng lên chút thuộc tính được. Nó thôi lỡ tăng thì tăng nốt nhé, về sau là nào mất công thu hồi lại sau nhé. Thôi hôm nay mình tiêu hơi nhiều kim cương rồi, mình cứ tăng nốt cái này đi, mình lỡ lỡ tăng nhầm thôi. Về sau mình kiếm đồ khác lấp lánh thì thay thế chỗ vị trí cái đồ này. Hoặc là không, về sau có điều kiện, còn không về sau mình thu hồi lại mình vứt sang con Sea King sau. Còn này tăng nốt cho nó tròn đã. Mặc dù gì là đam chủ lực mà, lấy thêm tí sát thương nữa này. Ở mình nghĩ là cái khoản chuẩn bị cho ngày mai con Zombie Man như vậy là khá là tốt đấy. Nhưng mà mới lấy về chắc cũng chả nâng kịp đâu. Tại mấy cái búp tốc có toàn 5 sao vàng, 5 sao tím thôi. Mà nghe đồn đến tận thời Sonic UR mới không phải áp lực cái vấn đề sao vàng sao tím sớm. Còn giai đoạn này áp lực sao vàng sao tím sớm lắm. Nên sẽ không không ăn thua mấy đâu. Đồ thì vẫn hơi phèn phèn một chút xíu, một số đồ mình vẫn hơi bị cùi nhá, cái này có tăng nổi lên 3 sao không? Đây có tí để tăng nốt lên 3 sao trông nó đỡ chuối. Hơi hơi thấp một tí rồi mình hết thẻ tăng sao rồi. Còn chấp nhận là một con này không tăng được tí sao nào cơ. Tại vì các bạn mình hết sạch thẻ tăng thẻ thẻ tăng sao mình hết sạch rồi. Thì mình trang bị vào cho nó có đồ đã. Xong về sau mình có điều kiện mình sẽ điều chỉnh sau. Chứ ở giai đoạn này mình không còn đủ sức để mà chỉnh nó nữa. Mình dồn hết rồi. Nói chung vẫn là tiếc hai con này nhé. Hai con chủ lực, một con anh hùng, con quái nhân của mình tiếc hai con này nên ra là mình không có đủ sao mình chuồn con kia, mà mình cũng không phải quá mạnh trong server, mình nghĩ chắc mình cũng chả mạnh đâu nên là thôi mình cũng không muốn hy sinh lắm, thì cứ để vậy nhé. Đấy thì tinh thần chung cái khoản chuẩn bị như thế là ta chuẩn bị xong được về cái khoản tốc độ rồi, với mức tốc là 1418, còn cao thì chắc mình không biết, thì mình như mình thấy chắc là vậy là cao đấy, tại vì thực ra là hình như có mỗi chỗ cái giày như có thêm cái dòng tốc độ sao, mình không biết có dòng tốc độ 30 không, còn mình nghĩ là 20 là khá là cao rồi. Còn đồ thì mắc số sao rồi, nên thành ra mình nghĩ số sao này mắc rồi. Bây giờ thêm sao tím chỉ tăng thêm chút chỉ số khác thôi, nó không tăng thêm tốc, mà còn tướng búp tốc như vậy là cao rồi. Mình nghĩ là tốc vậy là khá là trâu đấy, trâu về mặt tốc độ thôi nhé. Còn đồ đạc các thứ thì chắc mình thua xa, nhưng mà đang trong giai đoạn đam kiểu độc đốt tinh tinh các thứ thì cũng hy vọng một tí, acid các thứ tinh tinh mình hy vọng một chút xíu. Đấy là về cơ bản chuẩn bị vậy.
Ngoài ra đã chuẩn bị đủ kim cương để có thể mua vé rồi, xem có thêm tí cái chi viện anh hùng hay cái gì không. Không thì cứ mua đi, chơi thì ngày nào biết ngày đấy, đúng không? Nhưng chỗ này mắc 36 vé sẽ là 7.900, thì mình có 8.900 là dư rồi, đúng không? Như vậy chắc chắn mình có 36 vé. Về quay trở về trong chỗ này đếm lại vé nhé. Mình có 36 vé chắc chắn này. Một số tài nguyên khác còn lười chưa ấn đấy này, nhưng mà thôi đúng không, ấn sau. Thì giờ 36 cộng 126 là bao nhiêu? Để tính xem tí xem là liệu ngày có xác suất ngày mai ra được không. Nó sẽ chưa đủ ăn chắc 180, nhưng trong tuần kiểu gì sẽ kiếm thêm được vé nên sẽ có cơ hội nhiều. Đây có 36 nhá, cộng với 126 đang có sẵn là mình sẽ có được khoảng tầm 162. Mà cứ mỗi ngày bỏ ra khoảng tầm 50k ram đùm vé thì cứ tính đen lắm thì được hai vé, đúng không? Thì nói chung thì thiếu ở đây có trừ đi 180 thiếu có 18 vé thì đen lắm thì 6 hôm là đủ. Còn nếu mà may mắn thì sẽ đủ sớm hơn ấy. Biết đâu ngày mai làm phát được 10 vé hay sao, đúng không? Cũng có thể, và ngoài ra có tỷ lệ nó nổ hồn sớm nữa chứ. Tại vì hiện tại ở đây thời điểm này mình có thể chốt video sớm được, bởi vì lần trước mình quay hụt cái chỗ con chó thì kiếm cái đồ để lấy cái đồ tốc ấy mà không được ấy. Thì ra dẫn đến việc mình bị hụt. Mình hụt thì tự nhiên thì cái vật phẩm này tiên lại dư ra tí. Hay là có thêm cái này mở ra đường kim cương này. Được 300 kim cương mức trung bình. Thì mình hồi một tí xíu thì vô tình chung là vì như thế nên mình lại dư được mấy cái đá anh hùng. Như vậy thì mình không nhất thiết phải quay mắc để được, thì nếu mình ra hồn sớm thì mình có thể chốt sớm về video này bán đi này. Đây lần trước ở chỗ nào nhỉ, cái đá anh hùng là chỗ nào ta? Đây mình có sẵn 4 đá anh hùng luôn rồi, nên chủ yếu mình chỉ kiếm cái hồn thôi. Thì nếu mà nổ được cái hồn trước cái số trong lượng vé mình có ấy, thì mình có thể hoàn toàn có thể chốt video trước khi mình đủ bảo hiểm, và mình ăn thấy cái bảo hiểm để mình lấy cái tinh thần, cũng biết đâu ăn may có thể comeback lấy thức tỉnh hai. Còn nếu mà trong trường hợp mà mình không nổ được hồn sớm, người ta lại nối tiếp video và mua thêm số gói random thôi, thì kiểu gì loanh quanh thì chắc mình dự kiến là cái ngày mai mình sẽ lấy đủ vé luôn đấy, về tinh thần như vậy. Còn đây là cho bạn xem đoạn đầu là đoạn chuẩn bị, là những cái khâu mình chuẩn bị trước khi có con Zombie Man. Thì có lẽ là vậy, bây giờ mình sẽ nối tiếp video bạn xem ngày hôm sau nhé. Còn khâu chuẩn bị mình nghĩ như vậy là quá ok rồi, bây giờ chỉ chờ xem ra tướng lấy thế nào thôi. Rồi ok nha, bây giờ chính thức là sang cái ngày quay con Zombie Man nha. Chúng ta đầu tiên chúng ta vào đi, đầu tiên là bơm một tí, thêm một tí cái thủy tinh một tí vào đấy. Nhận quà nhé. Rồi sau đầu tiên là nay đi nó bán cả cái quỹ sao nhỉ? Mua cái quỹ tí lấy thêm ít vé. Thù lao ngày phúc lợi boss đấu cân bằng quỹ đầu tư, để mua tí quỹ đầu tư đi. Mất 105 thủy tinh này. Để lấy thêm vé đen nữa thì mình chưa đủ vé mà. Cái bồi dưỡng thì từ từ cũng được. À này có tinh thông X2 à. Nếu mà dư kim cương cái mua tí để lấy cái tinh thông cho nhanh nhỉ. Này bắt đầu reset sang tháng mới này. Cái quà Giáng sinh thì nhận xong rồi. Nhiệm vụ anh hùng liên quan Zombie Man thì vẫn như mọi khi này. Ưu đãi là con Zombie Man này. Chiêu mộ rồi này. Đập chuột vui vẻ này. Khởi đầu biết đâu làm được phát 6 vé. Không được, ra cái vé kia. Rồi ok, nhưng bây giờ tôi quay về chỗ siêu thị này. Sao bên ưu đãi mua cái gói này chứ. 5 vé là cũng khá là nhiều nhé. Vậy chưa làm gì cả được 10 vé rồi. Rồi nếu mà giấy, nếu mà thiếu vé thì có thể mua thêm mấy gói này năm đường thêm nhé. Tại vì cái đấy, thôi bây giờ sang chỗ nhiệm vụ thường này. À thôi cứ quay trước thì thiếu rồi mua sau đúng không? Bây giờ ta sẽ dịch sang cái chỗ mua. À giờ ra chỗ chiêu mộ này. Đây là con Zombie Man nhé, đá là đầy rồi, bây giờ chủ yếu là kiếm hồn nữa. Hy vọng sẽ may mắn một chút xíu. Nếu mà may hơn chút xíu lên thức tỉnh 2 được thì tốt, không thì chờ comeback thôi. Hoặc là như thế nào đó tính sau. Bây giờ trước mắt cứ quay ít nhất một con về trước để luyện đó. Nói chung là lên thức tỉnh 2 sớm nó vẫn lợi, nhưng mà tuy nhiên sợ điều kiện không cho phép thôi. Bây giờ quay tiếp 10 vé tiếp theo này. Nó mà ra cái hồn sớm thì may hơn. Vẫn chưa nổ, tiếp tục à.
Tom Zombie Man cái bản trước của nó là bản core nên chắc chắn là có tướng rồi, bây giờ chủ yếu lấy SR cộng thôi. Là lấy hồn để nâng thôi. Phát này hy vọng nổ nào. Đây rồi, hồn sớm rồi. Đây chắc là tướng à? Có hồn sớm rồi, bây giờ chỉ có lăn tăn tí lên thức tỉnh 2 không thôi. Hồn thì ra sớm rồi, ra hồn sớm rồi. Bây giờ chắc chắn là có tướng rồi nhé, bây giờ thì quay tiếp thôi. Bảo hiểm một hồn nữa nên không biết có đú được thức tỉnh 2 không, thì thức tỉnh 2 nó vô cùng lắm. Nó không có cái khái niệm gì để đú cả. Nó rất là vô cùng, nó rất là hên xui. Chưa bao giờ biết ra hồn sớm rồi suy nghĩ tiếp sau, bây giờ cứ quay tiếp đi. Bây giờ chắc chắn hôm nay lên là có tướng rồi này. Lần một ra hồn những xác suất là quay hồn phát nữa là của nhưng mà quay khoảng 200-300 vé ra hồn là cũng cao đấy. Nhưng mà 200-300 vé nói vậy tôi cũng mệt đấy. Thôi cứ quay hết cái vé hiện có đó rồi tính tiếp. Còn ra được hồn đầu thì cái cơ hội để lên thức tỉnh 2 là cũng khá là lớn. Chẳng qua vì sợ không xoay kịp vé thôi. Lại tướng tiếp à? Thôi lấy về cũng được, thì con cũ là con co. Thế nâng thêm tí cho vui, rồi mình không chơi con Zombie Man nữa. Nhưng mà tôi kệ. Chưa bắt là có hồn sớm là tốt chứ. Giờ chủ yếu sao mà nhây xem có được thêm cái hồn nữa không. Còn trước mắt là cứ có tướng để luyện dần đó. Con này nó cần nâng sao nhiều. Đá đá đúng không? Biết đâu phát sau ra hồn. Phát sau ra hồn là sẽ đủ thức tỉnh 2 đấy. Tại vì chắc chắn mình sẽ quay 180 vé rồi mà. Chỉ không biết có ra được hồn tiếp không. Bây giờ ra mua thêm vé nhá. Mình có 6 vé, tức là mua thêm 34 vé nữa. Thôi mua luôn 36 vé thì cũng được. Kim cương đang nhiều. Cố gắng hy vọng nổ thêm một lần nữa. Nên thường mình nổ toàn phải 70-80 lần mới nổ, nó không nổ sớm sớm là khoảng 50-60 lần. Mà đầu xuân năm mới có cái hồn sớm là cũng tốt rồi. Giờ hy vọng thêm một cái hồn nữa thôi. Hình như mình chưa lần nào quay được hai cái hồn trong một 180 vé đâu. Nên là chưa bao giờ đến thức tỉnh 2 sớm được kiểu đấy. Mà toàn phải quay vượt nhiều. Thế này nổ không? Bằng tướng. Thường thì quay banner của con tướng nào thường sẽ nổ cái con bản trước nó rất nhiều nhé. Bây giờ có hai vé thôi, bây giờ xem cho còn bao nhiêu thủy tinh rồi. Còn 60 thủy tinh thì chắc làm thêm một gói random chỗ này đi. Hy vọng không ra kim cương nhé. Nó ra mảnh tướng hoặc kim cương là vỡ mặt đấy, hy vọng ra vé. Được 3 vé thì hơi ít. Gói tiếp theo cái này không biết còn đủ không, cũng lại tương tự như vậy, cũng hy vọng không ra tướng thì hoặc không ra kim cương nhưng hy vọng ra vé thôi. À thôi bắt đầu cái này vắt này thiếu thiếu phải nạp thêm một tí à. À nhưng mà con này phải căn tiền lấy cả siêu tuyệt kỹ nhỉ, siêu tuyệt kỹ hiện tại có bao nhiêu vé rồi. Siêu tuyệt kỹ hiện tại có 67, tức gọi cho điểm danh linh tinh gọi cho là 68, 69, à phải gọi cho là 70. Ừ, cái này phải không lo siêu tuyệt kỹ lắm, vì ba vé thường điểm danh linh tinh sẽ đủ được mà. Rồi ok vậy không lo siêu tuyệt kỹ nhá. Đấy tập trung kiếm vé đen tiếp. Vào đây nhận tí quà. Hai cái lên tướng trước rồi mấy hôm nữa nhận sau nhỉ. Áo này một phát nữa là lên 180 à. Tức là chắc chắn mình sẽ quay vượt qua 180 một tí nhá. Tại vì đơn giản là điều là cũng có tỷ lệ nổ thêm phát nữa. Hiện tại mình quay cái này được khoảng tầm 52 rồi. Có thể xác suất là 10 vé nữa nổ thêm phát nữa. Không biết cái nên chỉ lăn tăn mỗi cái, không biết cái nên cố thức tỉnh 2 không. Nhưng mà trước bao giờ mình bơm thêm một gói nữa vào để kiếm thêm tí vé đen nhé. Rồi mới bơm thêm 100k được thêm 35 thủy tinh, cộng với thủy tinh đang có sẵn này. Rồi mình vào cái này mình mua thêm một gói trăm đường nữa, hy vọng ra vé nhé. Cái này mức thấp nhất của nó cũng đã đủ là 4 vé. Nếu mà ra 4 vé thì cũng nhỏ đấy. Hy vọng ra từ 5 vé trở lên thì được thêm phát x10 nhé. Đừng ra kim cương, đừng ra tướng. Cái này chơi rất là may rủi nhé. Đây được 10 vé không? Được 10 vé mẹ chắc chắn là bảo hiểm 180 rồi. Bây giờ phát này nổ được thêm phát vàng nữa là ngon. Và nếu ra cái hồn nữa thì tuyệt vời.
Vâng. Còn nếu không ra hồn nữa phải thêm khoảng tầm 6-70 vé nữa thì may ra được thêm phát nổ nữa đấy. Hy vọng ra hồn nhé. Hay là vẫn không nổ? Vẫn chưa nổ, đậu phộng vẫn chứ. Ở đây vậy mình cần thêm lần x10 nữa. Mà bây giờ vé thì hơi căng rồi. Gói sau tận 249k. Nên số lượng vé sẽ nhiều hơn mà thôi, chắc là chờ thôi nhé. Để gói sau nó hơi đắt. Còn mấy cái gói này thì nó chắc chắn nhưng mà số lượng vé nó ít quá. Đúng không? Còn bây giờ mình xem còn chỗ nào moi thì có vé chắc không có đâu. Ngày mai điểm danh nữa, coi như mình có 5 vé nữa thì cộng với 5 vé nó có được 10 vé đúng không? Thì cái đấy để cho các video sau mình mà quay, ít nhất phải quay thêm một lần nữa cho nó nổ thêm phát đã, đúng không? Thì chả tội gì bây giờ đang là 62 trên 80 rồi thì chắc chắn sẽ quay tiếp. Còn sau phát đấy nổ có ra hồn không hay là có làm thế nào không thì tính sau. Tại vì cũng có thể đem lại ra đá tiếp, cái đấy mình không có biết trước được. Còn bây giờ thôi chúng ta quay trở về vấn đề nâng cấp tướng, đúng không? Thế rồi bây giờ cái kia cái đấy đã. Thì ở đây lên đây nhận nốt cái quà phía trên này. Rất là hy vọng sẽ ra được cái hồn nữa nhé, tại vì cũng đã sát rất là sát nút rồi, rất là sát nút rồi nên là cứ hy vọng một chút xíu. Ở đây tiếc không có thêm 10 vé nữa, chứ có 10 vé nữa thì quay luôn cho nó xong. Mà nhìn quanh quanh chỗ này một cái quỹ đầu tư phải chờ, không kiếm được chỗ nào ra 10 vé nữa cả. Đấy, với điều kiện là bằng vậy tiền, chứ còn nếu bây giờ nạp thêm tiền vào thì kiểu gì chả có, mà thôi mình để vậy thôi, để còn duy trì mua vé đen hàng ngày nữa cơ, mua gói random vé đen hàng ngày chứ không bây giờ cố quá dễ quá cố lắm, không thì chấp nhận như vậy nhé. Đúng không? Mình nhìn quanh không còn vé đen chỗ nào nữa rồi. Những cái gói rẻ rẻ mà lấy được vé đen là không thấy còn nữa rồi. Rồi gói này ít nhất mình thêm được đây chỗ này 10 vé là cái kia 15 vé là 15 vé. Ram được mình tính ít nhất phải lên được khoảng 20 đến 30 vé, đúng không? Thì 20 30 vé thì cũng chỉ ăn chắc là một lần nổ thôi. Để xem nếu mà can được thêm một lần nổ nữa thì tốt hơn. Còn không thì chấp nhận như vậy. Rồi, bây giờ ta sẽ quay sang nâng cấp nhé. Chúng ta sẽ vào con Zombie Man bản thường để nâng cấp lên này. Bắt đầu nhỉ? Không thì nhanh hơn tí thì vào chỗ chiêu mộ, ấn vào chỗ thức tỉnh nhân vật đấy. Thì ở đây ta sẽ tiến hóa bao gồm có ở đây là mở đây hiện tại mình có 8 viên đá rồi, chắc chắn đủ đá để nâng rồi. Bây giờ chỉ có mỗi cái đều có điều có ra hồn không thôi. Đầu tiên là mở những cái ô này trước này, mỗi ô mất một đá đấy. Lần này hơi đú đởn sang tốc một tí nhưng mà nếu không lên thức tỉnh 2 thì sợ tốc sẽ thua flat, đúng không? Nếu mà không không lên thức tỉnh 2 thì ra cũng hy vọng sẽ lên thức tỉnh 2. Cũng như quá trình luyện thì ở thời điểm hiện tại nếu mình dồn đá sang qua flash chắc chắn là tốc mình sẽ cao Yuumi nếu giữ với điều kiện đang thức tỉnh một chưa luyện xong, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên là mình vẫn nuôi hy vọng Yuumi tí phải búp nhiều con hơn đấy, nên thì ra mình vẫn sẽ cố gắng là chờ đợi mình búp vào nó. Bây giờ dùng một cái hồn nữa rồi sẽ thức tỉnh được con này. Chia sẻ với tí vàng. Rồi ok, sau khi thức tỉnh xong bây giờ tiếp tục vấn đề. Bây giờ nếu mà nâng cấp tí bây giờ nó cho nâng thêm một viên nhỉ. Mình có thể nâng trước một viên và cái viên tốc trước nhé. Hình như là phải lên thức tỉnh 2 cho dồn thêm một hai viên nữa, còn không chỉ cho một viên sao ấy. Thì chắc chắn chơi tốc độ phải búp cái này thôi đúng không? Thì bổ sung thêm viên vào chỗ cái tốc này trước đi. Và bây giờ nó yêu cầu thức tỉnh 2 mới cho mình dồn tiếp viên vào nên hiện tại không dồn được nhé. Và mình bây giờ chưa biết thức tỉnh 2 hay chưa nên mình chưa dồn đá mấy cái ô này vội, đúng không? Tại vì cứ để chờ xem thế nào rồi dồn sau. Nhưng mà nhiều khả năng mình sẽ cố thức tỉnh 2 ấy. Nhưng mà mình vẫn sẽ lo vấn đề vé. Thì mình rất là hy vọng cái chỗ kia. Nhưng mà trong video này sẽ chưa có đoạn quay đấy. Rồi ta sẽ cố gắng vậy. Nuôi hy vọng một chút xíu, bây giờ chưa dồn được nữa. Bây giờ điều kiện không cho dồn ngay, bắt đến thức tỉnh 2 chứ. Rồi tiếp tục bây giờ sau khi ấy xong thì có thể mình sẽ nâng nhẹ nó một số cái linh tinh nữa. Ví dụ ở đây mình nâng cho... À, bây giờ mình sẽ lấy đồ sang nhỉ. Thực ra bây giờ lấy đồ sang lấy cho vui nhé, chứ chắc chắn là sẽ không đuối hơn flat đấy. Nhưng mà thôi vì video về nó thì lấy đồ sang. Cái đặc thù cái game này là khi tướng mới lấy về đôi khi nó yếu hơn con cũ, mà phải nâng lên xong mới mạnh ấy. Nhưng mà tôi cứ lấy sang vui vui chơi chơi tí. Tại flat trước được khoảng tầm 1.400 rồi vứt sang cho con Zombie Man thì chắc chưa lên được tầm đấy đâu. Đây con Zombie Man mới này đúng không? Đây thì có 1.000 mốt đúng không? Nó sẽ thua tốc của con cũ. Nhưng mà từ từ sau mình nâng lên sẽ khá hơn. Đó, rồi bây giờ mình quay về nâng cấp tăng sao thứ linh tinh của nó nhé. À, cho nó vào cho cái phòng kia nó kế thừa cấp đã. Và trung tâm tập tập huấn này cho nó kế thừa cấp đi. Này cho nó vào đội hình đi. Hiện tại chưa biết chơi kiểu gì nhưng mà tôi cứ vứt tạm vào đội hình đấy. Đây vứt tạm chỗ này thay flat đi nhé. Đấy bút đấy về thì bút cả xương rồng rồi.
Nó chỉ lăn tan một tí kéo cho Mezzagat lên trước kìa. Cứ phải tiên nó búp, phải nó búp được hai con không? Con này con Flash thì búp một con đối diện nó, bây giờ nó búp mấy con hàng ngang nó. Phải chắc để vậy búp hai con này chứ. Cũng chả biết lắm, cứ để tạm như vậy nhé. Với con này cái nó chết nó tái sinh linh tinh, nó câu thêm một tí thì giúp cho cái hồi sinh kia nó sẽ nó vào được Sea King với lại xương rồng với lại DK nhiều hơn. Để đỡ một slot thì hồi sinh nhiều, cái này cứ nằm sân mà. Cứ để tạm như vậy nhá. Rồi tiếp tục bây giờ mình sang tiếp chỗ nào nhỉ? Ở đây mình tiếp tục mình vào mình nâng cấp tăng sao trước đi. Xem đây là mấy sao vàng. Mấy con này cần 5 sao vàng, 5 sao tím thì là mệt lắm. Nâng nó lâu lắm. Cái này có bao nhiêu ấy thì chỉ quy đổi sang thôi. Quy đổi hết cỡ sang đi. Cái hệ vũ trang thì ít nâng nên các nguyên liệu khác thì khá là nhiều. Chủ yếu là thiếu thiếu cái mảnh tướng thôi. Nâng hết mảnh tướng rồi. Mình lên được toàn 4 sao vàng tạm này. Từ sang bên tiềm năng mở ra tí. Nhà mình chưa nâng xong con xương rồng 5 sao vàng chắc phải nâng nốt con xương rồng nữa. Xong mới chuyển sang nâng con này tiếp rồi. Cái mảnh này tí kiếm sau không? Con xương rồng ở đây hiện tại mình thiếu 5 sao. 5 sao ở đây con xương rồng mình thiếu ở đây tức là 22 à, tức là thiếu mười mấy đâu. Tầm 17. 17 thì nếu mỗi ngày coi như được khoảng 3 đi. Thì mất khoảng tầm 6 ngày nữa mới xong xương rồng. Lâu phết nhỉ. Đây có 3 mảnh vạn năng đỡ cho tí. Chắc phải nâng đốt xương rồng giống sang Zubiman được, phải đợt nào cũng chậm nhỉ. Đây nhận tí cái phần thưởng đây, cho thêm tí cái mảnh này, với tí chỉ số này. Từ chỗ thiên phú thì mở ra này. Thở bây giờ xác định con nào chơi cũng mở hết thiên phú. Có mấy trăm túi dùng hết luôn đi. Thiếu bao nhiêu thì nữa chúng ta lại đi ấy sau. Đi vào đi cho nó huấn luyện sau. Nếu mà đâng cho nhanh thì sẽ thu hồi con Flash sang nhé. Nhưng chả biết có đáng hay không. Thì thực ra là để nguyên Flash chơi tạm cho lúc chờ nâng Zubiman nó phải lợi hơn. Cái này muốn mở ô này cần cái tấn công 1 level 4 cho lên 2 level này. Xong mở ô này ra. Tiếp tục về sang cái HP này để mở nút ô bên cạnh. À hết thẻ tăng sao. Khổ ấy. Tại trước mình, lần trước hôm qua mình đã dồn hết vào cái con kia rồi nên nó hơi bí tí. Và có thể mình sẽ hy sinh cả tí vô lòng đất nữa để dồn sang, không biết kim cương có đủ không nữa. Cứ nâng lần lượt cho mở hết các ô trước đã. Ô này yêu cầu cái gì đấy nhỉ? Tấn công 2 level 4 HP, 2 level 4 à. Mở nốt ô ở giữa chứ. Sao còn tăng lên là bao nhiêu thì tăng thôi. Thế rồi còn dùng tiếp cái túi nhé, có bao nhiêu dùng hết đi. Cái này nó yêu cầu tổng tiên phú đạt vậy chưa đủ tổng tiên phú nhỉ. Rồi cái đấy phải nâng tiếp sau nhé. Tiếp tục bây giờ là chỗ trưởng thành nhận thêm tí mảnh Zubiman này. Nữa là nhiệm vụ các thứ là cho thêm kim cương, cho thêm mảnh tướng nữa. Cái này không ghép vội, nhưng cái này cứ để cái này nâng tiếp đi. Chứ con này cũng 4 sao rồi. Nó chưa quả nâng 5 sao vàng lâu đấy. Bây giờ xem qua chút về kỹ năng Zubiman này. Chiêu số 1. Ở đây sẽ tấn công một mục tiêu 3 lần, gây sát thương bằng 120% tấn công, không có gì đặc biệt lắm. Chiêu số 2 đây là tấn công, ở đây là không tốn năng lượng. Tấn công mỗi mục tiêu cùng hàng ngang 4 đòn, gây sát thương 360% tấn công, khiến đồng đội cùng hàng tăng tốc đặc hóa, tốc độ tăng đến 90% Zubiman. Và nếu tốc độ bản thân đồng đội cao hơn tốc độ khi tăng thì tốc độ không đổi, duy trì trong một lượt. Nói chung là búp tốc, chẳng qua là cái số lượt nó nhiều hơn so với con Flash thôi. Tức là nó búp được hai con. Tiếp tục ở đây là chiêu bị động. Ở đây là cũng không tốn năng lượng đúng không? Ở đây là mở đầu sẽ nhận được tăng tốc đặc hóa, bản thân tăng 20% tốc độ. Nếu mục tiêu chính tốc độ thấp hơn bản thân thì sau khi hành động sẽ gây thêm mục tiêu chính sát thương 500% tấn công. Cũng khá là to. Nhưng mà nói chung là búp tốc thì chả kỳ vọng đam lắm. Bản thân tăng minh viễn về HP, tăng 5 sao, tăng hiệu quả bị động. Còn tiếp tục ở sang bên này, tiếp ở đây là bị động thức tỉnh. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Zubiman sẽ cổ vũ phe ta bắt đầu lượt được nhận điểm năng lượng, được thêm 2 điểm năng lượng, duy trì trong 3 lượt. Flash cấm 3 điểm năng lượng thì con này búp thêm 2 điểm năng lượng cho đỡ bị cấm thôi đúng không?
Bản thân chịu sát thương chí mạng sẽ kích hoạt tái sinh. Khi đồng đội trong trận lượt sau trước khi hành động thì bản thân sẽ được hồi phục 60% chiến đấu tối đa kích hoạt 3 lần, tức là nó chết đi sống lại 3 lần đấy. Nó cứ nằm sân nó chết đi sống lại 3 lần. Đấy, về sơ qua tí là con Zombie Man như thế. Rồi, có thể bây giờ mình tiếp tục mình xem tiếp nữa. Ở đây bây giờ nâng tiếp. Thì bây giờ 5 sao vàng thì mình lại phải chờ đợi rồi. Cái đấy thì không vội được. Nó tăng thành 25% tốc độ. Còn 5 sao tím thì nó tăng được cái gì? 5 sao tím ở đây nó sẽ nâng cấp được ở đây cho mình là cái tốc độ lên 30%, đúng không? Nói chung mấy con búp tốc xác định cái 5 sao vàng, 5 sao tím và siêu tuyệt kỹ rồi. Cái đấy không tránh được nhé. Nhưng vấn đề câu chuyện nó cần thời gian. Cái này kế thừa linh tinh thì tương đối rồi, thì không phải áp lực nâng cái này nữa. Mỗi ô thiên phú này lấy một viên cái thiên phú sang. Có cái tấn công level 6 khảm sang này. Nói chung là mỗi cái bây giờ tốc độ khởi đầu nó thấp quá. Bây giờ nâng nó sẽ hơi lâu một tí. Nhưng mà ngày hôm nay tăng thêm chút chỉ số cho nó thì khéo hôm nay cứ cho huấn luyện nó trước đi. Huấn luyện nó trước để cho nó lên nốt đi. Tại vì cái này nó còn cái mấy mảnh nữa, 3 mảnh nữa thì huấn luyện con Superman hôm nay nhé. Sau ngày mai quay về con xương rồng sau không? Thì bảo huấn luyện khắc nghiệt ưu tiên Superman hôm nay trước đấy. Sau ngày mai quay về con xương rồng để nâng nốt cho sau. Chọn thần lợn đi vào đi. Giờ đổi cái này sang con Zombie Man tạm hôm nay đi nhé, ngày mai đổi lại. Có hai cái đề càng tìm sợ mày thua. Này, lấy thêm tí mảnh tím mình nâng nốt tí cái sao tím này tí mà. Con này mình quay thức tỉnh 2 thì xác suất mình hoàn thiện được 5 sao nó cũng sẽ nhanh hơn. Năm sao vàng ấy, năm sao tím thì nó lâu. Tôi chết bỏ lại thua thật. Bảo sợ. Để các bạn dính hai cái DK, hy vọng hai slot cuối nó khỏe hơn tí nhá. Để con này lên trước xem. Cũng khoai đấy. Để cho bút tốc được hai con. Đây, mạnh rồi. Hơi nguy hiểm tí vì chơi với cái team mà có nhiều con co quá hơi nguy hiểm. Xong lấy thêm 2 lần bằng kim cương. Thế là này luyện tướng cũng chậm nhỉ. Bình thường phải luyện xong trước khi lấy con tướng mới về. Đấy chỗ tiềm năng nhé. Mình sẽ tăng cái tiềm năng lên. Yêu cầu kỷ vật 1 sao huy hiệu 1 sao sang nâng huy hiệu với kỷ vật nhé. Hôm nay sẽ là ngày hơi bị hao vàng. À, thôi chết tôi rồi, hết thẻ tăng sao à? Hết thẻ tăng sao thì chắc phải hy sinh. Xem con vua đồng đất bây giờ nếu mà hy sinh đi một tí có được không nhỉ? Rồi vua đồng đất không biết lắp đồ thường thì được khoảng tầm bao nhiêu, cũng muốn để có tí đam, không có tí đam hơi nhục. Bây giờ ở đây mình lọc cái đồ tấn công nhé. Đầu tiên có dư đồ đỏ không? Không có không? Đi dò qua một chút thế nào dư nhiều đồ không? Cái như đồ xịn là không còn cái đồ nào cả. Cũng khoai nhỉ. Ví dụ đấy tạo đồ gá. Khó đấy. Đầu tiên là mình không có đồ cho con vô đồng đất. Cái thứ hai là đồ nó không cao lắm. Không có đồ nào. Có nào mặc đồ ngon hơn không nhỉ? Chắc phải có nào nó mặc đồ ngon hơn chứ. Rồi mình xem qua một tí nhé. Rồi con này, à đây con này có này, phải lấy đồ con mực sang. Để cho vùng đất có tí đồ tí, không nó phèn quá. Để ướm thử xem vùng đất lên tầm bao nhiêu.
Sao nãy mình nhớ con 5 món sao cái 4 món sao cái này không có nhỉ? Hai con mực là nãy là ghép ghép bộ à? Cơ động ở đây tại không có cái cơ động nào. Ghép xuống dưới xem nào. Nó không có thật này. Không có. Không có thì tôi lại đi gá bộ nhé. Bây giờ xem qua cái bộ này, bây giờ ra là bộ này là bộ của bộ cơ động đúng không? Bộ cơ động là món gì thì mình xem thử cái món này tí nhé. Mình xem ra bộ cơ động là những cái đồ loại gì. Bản vẽ thì mình có, còn trọng đồ thì không có thôi. Ở đây có bộ cơ động, ở đây bộ phát động này, nó sẽ gồm bộ lễ phục móng vuốt hiệp sĩ thanh lịch. Lễ phục móng vuốt hiệp sĩ thanh lịch. Đầu tiên cái hiệp sĩ không có gì rồi. Hiệp sĩ là phèn rồi, không có nào tấn công tấn công. Thanh lịch. Thanh lịch tấn công cộng rồi. Nó đi hết một vòng nữa. Đây có cái, à, cũng lại tấn công cộng. Hiệp sĩ rồi, bộ hiệp sĩ rồi. Đây lọc lọc kiểu này cho nhanh. Sang bộ đây. Hiệp sĩ đây. Sau này lọc theo tăng công. Tấn công tăng công. Không có. Tục sang tiếp bộ tiếp theo là bộ thanh lịch. Thì cứ tạm thời lấy một cái này vào trước đi. Xem bộ khác có cái nào đẹp hơn không. Móng vuốt. Cũng không có. Tiếp tục là cái bộ lễ phục. Không có đốt đâu, tôi chấp nhận dùng tạm vậy. Thì vậy thì cái thuộc tính nó lên được bao nhiêu? Cũng chỉ lên được có 8, 8 trăm mấy thôi. À nên mình còn chưa để thiên phú. Mình chưa để ấn ký vào, nếu mình để thêm ấn ký thiên phú vào. Đấy, nói chung nó khó, mình rút ra thì không thành năm chủ lực được nhỉ. Nếu mình thử để mỗi ô 1 xem nào, để có thể rút bớt ô 2 không, thì mình lấy ít thẻ tăng sao về mà. Mình thấy hơi áp lực một tí vậy, đánh 3v3 muốn có tí đam, không muốn nó yếu quá. Giờ hết rồi lấy tạm cái bừa đi. Bé lắm, chứ phải nhét đủ các ô. Cái hay dùng thì không có rồi, bây giờ chắc cái nào cao cao có ATK chắc lấy tạm nhỉ. Không có nào tăng sát thương nhỉ. Nó kiếm cái tăng công như cái mấy cái này nhưng mà hơi khó, cái này tăng HP. Con mực hiện tại rút hết rồi, sẽ có con nào khác không nhỉ? À, lấy con Flash đi, Flash giờ gỡ hết rồi, Flash thôi. Flash búp tốc thì chỉ thiên về búp tốc thôi, mấy cái này bỏ hết ra đi. Sẽ có nhét được cái gì sang. Mình muốn giữ cái vùng đất nó khỏe khỏe tí. Chứ đôi khi khá khó nghĩ nhé. Khó nghĩ bởi vì đơn giản là nó bị con này mất con kia. Mình muốn dồn tài nguyên sang ấy nhưng mà nó hơi khó. Gỡ phải dồn nó bên này thì chắc cũng không gỡ được con này ra. Mình gỡ con này xuống tí để dồn sang con khác mà nghe chừng hơi khó. Cứ giảm bao kích tăng HP. Kháng hiệu ứng phòng thủ. Miễn sát thương chuẩn phòng thủ. Đỡ đòn. Nói chung gần như không có tăng công nhưng ngoài cái bộ mà cái hay dùng ra. Này mình đang thiếu đây hai slot này, hai slot liên quan đến bộ hỗ trợ nhỉ. Ở phía dưới bộ tấn công thì sao? Cái này tăng là tấn công bạo thương thì lấy cái này luôn thì cũng được. Chỉ muốn tăng cái điểm tấn công lên một chút xíu mà nghe chừng nó hơi bé. Mấy cái này thấp chỉ tăng với HP nên lại không tăng được cái tấn công, phải lên được level cao cao một tí thôi. Nên vậy thì không gỡ được con này rồi, vậy chắc hy sinh gỡ Flash đi. Flash thì mình còn giữ 5 sao vàng 5 sao tím lấy tốc thôi. Còn những cái khe kia chắc mình hạ hết nó xuống. Mình chắc là hy sinh Flash rồi sang nâng Zubiven thôi. Rồi mình sẽ trùng sinh cái chỗ này xuống.
Thì trùng sinh cái này thì đầu tiên trùng sinh bên này thì cũng chả thua gì mấy, nó chỉ là nguyên liệu nâng cấp thôi. Cái này trùng sinh sau cũng được. Chỉ có trùng sinh cái bên chỗ thiên phú. Nếu mình thu hồi hết thiên phú này mà mình lại thiếu tí kim cương. Thì được khoảng tầm bây giờ mình bỏ ra 1 2 ô đầu đi. Để cho nó đủ kim cương nữa thì để ít kim cương tiêu hàng ngày ấy. Thì bỏ đi tí mình thử thu hồi tại 3 ô sau đến 45 cái thẻ tăng sao trước đi. Cứ thu hồi nhé. Cả mấy ô kia gì thu hồi sau cũng được. Chắc là hy sinh một chút như vậy để mình chuyển sang con khác. Thì lấy tí để mình quay về mình nâng tí cho Zombie Man tiếp. Thì có thể tăng sao mới mở mấy ô này ra được. Giờ nhìn con này nhớ bây giờ thì không có gì để mở nó rồi. Thôi thì con này có cái nào ấn ký level cao thì vứt rồi nhé. Chứ còn để đúng ô chắc không có. À này tăng tí sát thương hiệu ứng à. Mấy cái này tinh tinh thì cái này cũng chả kỳ vọng mấy đâu. Tôi lắp vào cho nó có nhé. Mình lắp 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 cho có thôi. Chứ không kỳ vọng nhiều. Phòng thủ đỡ đòn miễn thương tuyệt kỹ linh tinh thì cái này level 7 vứt vào thôi nhé. Ở dưới này là gì? Miễn sát thương chuẩn, phòng thủ đỡ đòn. Tuyệt kỹ thôi lấy cái miễn tuyệt kỹ đi. Để lấy vừa cho nó có thôi. Để tầm này làm gì có cái tài nguyên ở đâu. Mình xem vào cái túi thiên phú nào không để nâng nốt cái kia lên tí để mở tiếp cái ô thiên phú bên cạnh. Nhiều khi nó bí vì lên nhiều con nó bí. Xem vào cái túi thiên phú xanh xanh được không nhé. Này dành cho quái nhân ở đây có túi này còn. Chọn bên anh hùng nhé. Mở shop. 47 túi nữa. Chắc chắn là nâng ngày đầu tiên là không xong rồi đúng không? Được bao nhiêu hay bấy nhiêu nữa. Này dùng mắt tiếp này. Chúng tôi sang tiếp nâng tiếp mấy cái ô cùi cùi trước đi, mấy ô này nó tăng nhanh hơn. Nó tốn ít tài nguyên hơn. Đấy, đủ mốc để sang cái ô thiên phú cao ấy mà. Ok, mở thiên phú cao nhé. Mở rồi bị đủ mấy cái ô đắt tiền hơn, mấy ô kia sao mở sau. Rồi hết điểm không? Thế sang bên này mở cái ô bên này ra. Mình có 18 túi tím dùng tạm. Được bao nhiêu thì được. Hết, mở đúng một vị trí. Nói chung là tốc độ sơ khai bây giờ đang đuối hơn Flash nhiều quá, vẫn phải hy sinh tí vậy. Giờ có tí thẻ đăng sao làm gì? À mình có cái nữa mình sao tốc mình thấp tại vì các bạn mình chưa lấy của cái thẻ bổ trợ sang. Bây giờ lấy thẻ bổ trợ con Flash ra vứt sang Zombie Man đấy. Cái thẻ bổ trợ này. Những cái thẻ vũ trang cái thứ linh tinh đấy cũng không cần thiết lắm nhỉ. Mấy thẻ này nữa mình xem con kia cần gì chủ yếu lấy cái thẻ đầu tiên thôi. Vứt sang. Thì cái chưa tẩy thẻ cho nó, không biết có thẻ để tẩy không. Thì con này cùng hệ kia một lấy luôn cái con kia sang không thì lấy cái mới. Ví dụ cái này lấy tấn công và lấy HP nhỉ. Thôi con này lấy tấn công luôn đi. Mình xem có thẻ nào sẵn không nhé. Giờ lọc nhé. Ủa sao lại ra cái này nhỉ? Có thẻ vũ trang mình không còn cái thẻ nào tấn công à? Toàn phòng thủ. Đấy có mà, rồi sao nãy lọc lại không ra nhỉ? Mình lọc từ tấn công xong ra. Không hiểu lắm. Ok vậy thì dùng thủ công đi. Đấy thẻ vũ trang không? Ví dụ trang bị thử cái này nhé. Rồi mình thử tẩy thử xem lên cái dòng gì nhé. Không thì lấy của con Flash ra thôi. Chỉ lấy cái dòng ba tốc của cái thẻ kia thì lấy rồi. Còn mấy này tẩy cái gì lấy đấy. Đỡ đòn.
Tàng muốn giữ cho Flap một chút xíu để nó đi đi cho team 33 thì cũng không muốn gỡ lắm. Thôi để cái này cũng được. HP HP đỡ đòn kháng hiệu ứng tấn công. Tại vì con này chỉ có con hỗ trợ thôi, mình cũng chả quan trọng lắm. Rồi xuống cái thẻ cuối cùng nhé. Thẻ S. Thẻ S là chắc chả có tẩy sẵn thẻ gì đâu nên là có gì tẩy đấy đâu. Để trang bị vào tẩy bừa lên tí. HP tiếp này. HP tiếp. Ô, sao hôm nay khởi đầu toàn HP nhỉ? Cũng được. Lại HP. Mấy cái này chả tốc độ gì cả, được cái gì lấy cái đấy thôi. Miễn thương thêm này. Để khéo lấy luôn thẻ này đi cũng được. Xem nó ô cuối ra cái gì ấy. Sát thương à. Thôi lấy luôn thẻ này cũng được. Eo gì nữa. Đúng không? Mấy con hỗ trợ lấy luôn đi. Cái tẩy qua tẩy lại mình cũng hết tài nguyên mất rồi. Thôi chốt thẻ này luôn nhé. Mấy con này chỉ lấy hỗ trợ chắc mình không tăng sao đâu. Để nguyên như vậy đi. Thẻ tăng sao hết rồi. Cái này thì xem các tướng có nào chưa cường mắc không. Không thì dư bao nhiêu cường mắc đó đi. Ví dụ con Sea King ở đây là cường mắc hết rồi không? Con xương rồng thì sao? Xương rồng cái này chưa mắc thì cho mắc nốt rồi. Thì gọi là con tấn công của mình phải cho mắc đi. Quay Zombie Man nhưng mà đôi khi phải nâng ở con khác nữa. Nhân lúc tài nguyên còn nhiều nâng cho nó mắc đi, không phải săn hết. Lần trước có thẻ định tẩy cố, tôi nghĩ lại thôi chả cố nữa, giờ này nghèo rồi. Nó mắc nhé, thế rồi xuống thẻ rồng này. Gọi cho có gì dùng đấy. Thế mấy thẻ này nếu tẩy cố thêm tí khóa hai dòng tăng sát thương miễn thương thì có thể tẩy cố một tí đấy nhưng mà thôi. Tại mình sợ sang tháng sau lại ra con mới lại khắc chế xương rồng lại vứt đi thôi. Chả cố lắm. Tẩy nốt cho nó mắc. Tẩy cái này tốn phết đấy. Chưa gì đã gần hết điểm. Chưa mắc nổi luôn này. Ví dụ sao tiếp con Mezagat. À hết điểm luôn rồi. Ô hết sạch rồi tất cả. Hết rồi nhá, thế được vòng vầy thôi. Tiếp tục bây giờ lại ra. Sao tiếp Zombie Man nãy đang dở cái chỗ tăng cấp cái chỗ bảo vật nó. Quay đây nâng tiếp cái này. Cứ tăng sẵn thì vì trước sau gì chỉ nâng tiếp cái dìu này lên. Ví dụ sang bên thủ này. Nó dùng cái huy hiệu là huy hiệu mấy nhỉ? Huy hiệu S2 à? Ok, cái này cũng đang có nhiều. Chỉ là hết cái thẻ tăng sao thôi chứ còn huy hiệu thì nhiều. Thôi để tạm mức 4 sao đi. Này cường hóa lên chút xíu đi. Nó chưa ra nút cường nhanh. Hôm nay mà giàu giàu tí là mình ấy luôn sẽ có được thức tỉnh 2 sớm hay không đấy. Nhưng mà tao bảo hôm nay nghèo quá nên nó hơi xui đó. Còn tối thiểu đến thức tỉnh 1 thôi, còn nếu đú được thì tốt, không được thì thôi. Thế chuẩn bị tâm lý vậy, cái lúc mà kinh tế nó không cứng thì chuẩn bị tâm lý thế. Trang bị rồi, thẻ bổ trợ rồi, bảo vật rồi, bây giờ quay về tiếp cái chỗ trên này cho phép nâng thêm tí, chỗ trưởng thành nhận thêm tí. Chỗ tiềm năng cho mở thêm. Để nâng lên tiếp này. Trời khoảng 3-4 sao đầu nâng nó dễ thì nâng luôn, chứ sao quật chung nâng cái sao vàng, sao tím 5 sao mới có thôi. Còn mấy sao đầu nhẹ nhàng thôi. Bên này đang thiếu điểm rồi, ok tạm tạm như vậy. Đó, ok mình nghĩ là Zombie Man chỉ được tầm đấy thôi, đúng không? Thì lên được thành 1-4-2-7 tốc đấy. Thì vẫn thua con Flash một chút xíu thôi. Nhưng mà tuy nhiên mình nghĩ là vậy là tạm vậy đấy. Bây giờ vứt vào đánh nhau thì sợ sẽ mọi người sẽ thất vọng vì nó sẽ thua nhiều đấy. Nhưng mà thôi nhưng cũng vứt vào một tí nhé. Ví dụ bây giờ mình cho nó vào trong đấu trường thì chắc là thua sấp mặt. Tại tướng mới ra mà. Mà cứ lấy vào chơi chơi tí thì đấu trường nó quả chả đáng bao nhiêu ấy, quả nó bèo. Thế ở đây cho con Zombie Man vào nhé. Bỏ Flash thì hơi tiếc ấy. Có một lúc mình định chơi cả Flash cả Zombie Man thì sao nhớ lại tí là đéo kích co được. Tại như ví dụ nhé, bây giờ nếu giả sử mình cho này vào nhé thì nguyên con DK là cố định một slot rồi nhé. Zombie Man một slot rồi nhé. Là đã mất xương rồng với Sea King cố định nữa. Thì còn lại hai slot còn lại, nếu mình giữ lại kia bỏ đi một trong hai con hồi sinh ấy thì dẫn đến việc là mình sẽ thiếu cái gì nhỉ? Rồi mình sẽ có hai con có là hai con giác đấu à? Không, một con giác đấu, một con công nghệ, hai con vũ trang, một con tâm linh. À không, vẫn đủ kích co nhỉ, vẫn đủ kích co nhưng mà có nên chơi hai không? Ví dụ thật sự vứt thêm con này vào nữa nếu mà chơi nhây kiểu này.
kích co thì vẫn kích được đấy, nhưng mà chơi vậy thì có khó không? Là chơi kiểu toàn tốc 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 tốc. Chơi vầy lập dị không? Cũng khó để, ví dụ để vầy. Thôi, chơi như người ta đi, chơi bình thường. Có lúc định định chơi kiểu nhây vậy. Tại mình định tẩy hai cái thẻ ba dòng tốc của anh hùng mà. Rồi, ok, cứ để vậy nhá, thì mình nghĩ chắc là để cho hai cái này lên trước đi. Để vậy đi, xong đánh thử đi nhá, chắc là thua thôi, tầm này khó đánh lắm. Mình đứng ở hạng 20 rồi lên tiếp toàn thằng khỏe thôi, đánh chả chả nổi đâu. Đánh vui vui nhé. À, xem hoạt ảnh Zombie Man tí, chả kỳ vọng mấy. Được cái mình có được cái tốc của cái giày thì có vẻ mình vẫn được tấn công trước à? À vẫn sau, vẫn sau. Đang nghĩ tưởng được trước vẫn sau à? Này mình lên được thức tỉnh 2, mình đè thêm hai viên tốc vào nữa thì chắc nó cao nữa. Tại vì đồ mình hết cỡ rồi. Nên bây giờ chủ yếu mình chỉ là gắng là nâng được thức tỉnh 2 hay không thôi. Thế thì Zombie Man giống con bản thường của nó nằm sân, nó không chết hẳn mà nó nằm sân. Tao lại đứng lên thôi. Đầu tiên là bắn súng rồi cầm rìu chém đấy. Xương rồng thì xông lên. Team này nằm sân là hơi bị nhiều, nhưng có ba con chơi nằm sân. Con xương rồng, con phượng, con à quên nhầm, con phượng, con Mezagat này, con Zombie Man. Đánh thì 99% là mình thua rồi, chúng ta đánh cho vui thôi. Team chơi nhây đấy. Ô, có nên nuôi hy vọng tí nhỉ? Thì em thấy mình còn nhiều nhiều tướng. Đây là đồ si kinh mình còn đang yếu ấy. Tại vì nghĩa là mình dồn hết sang con tốc vào tốc con Zombie Man rồi. Với lại dồn vào con xương rồng này. Nên mình cắp còn gì cho con si kinh ấy. Mezagat thì yếu nốt. Phượng thì thôi nó hồi sinh đấy. Mình giết được búp tốc của bên địch rồi thì mình có lợi thế về tốc độ rất nhiều đấy. Tại con Zombie Man mình búp được hai con rồi. Mỗi tội nâng sao vàng sao tím nó hơi lâu. Thế này nuôi tí hy vọng nhỉ. Đấy có chút hy vọng đấy. Zombie Man nó nằm sân 3 team, à nó lại hồi sinh lại rồi, ta thấy hy vọng lại mong manh rồi. Chơi cái team toàn hồi sinh cái nhây lắm. Được cái lợi thế là mình còn xương rồng, bên kia nó mất xương rồng rồi. Video này nó khá là dài, chắc xem nốt trận này rồi kết thúc video nhỉ. Ở những cái kia để video sau đi.
Trận đấu trận này mình thấy trận đấu dài quá. Và mình vẫn theo cái chủ trương là không biết chơi game được bao lâu, nên là nếu quay được con nào thì quay con đấy nhé. Cứ đủ khả năng quay được bảo hiểm là mình quay thôi. Chứ còn bây giờ, ví dụ như tương lai, nếu về bút tốc, tương lai có Sonic hơn hẳn luôn ấy. Nhưng mà tôi chắc gì đã đến được thời Sonic. Mà chắc gì lúc ra Sonic mình đã nghèo, nên thì ra cứ chơi thôi. Còn lúc đấy không được thì chịu thôi. Chứ bây giờ chơi cái bảo tích cóp, mình gặp rất nhiều trường hợp là tích cóp đến lúc nghỉ game rồi, để đấy rồi nghỉ game. Nên thì ra thôi mình bảo thôi chơi ngày nào hay ngày đấy. Còn với ngày sau tính sau, đằng nào cũng có phải là top đâu. Nên ra chơi đúng hay chơi sai thì ta cũng chả chê gì đâu. Nên mình là tầm dưới mà, mình là mức tầm trung của server nên chả ảnh hưởng mấy đâu. Thì cứ chơi thôi, xong rồi tính sau. Và mình rất là hy vọng sẽ được cái Zombie Man thức tỉnh 2. Nhưng mà chỉ sợ nó toạch. Sợ nó toạch thì chắc chỉ gần một cơ hội nữa thôi. Ngày mai sẽ là chốt cơ hội đầu tiên lên thức tỉnh 2 nếu ra hồn sớm. Và không ra chắc chỉ cố được thêm một lần nổ vàng nữa thôi. Nếu hai lần nổ vàng đấy mà không ra được thì mình chấp nhận nhé. Phát này may mắn thì vẫn thắng nhé. Chắc ăn may đâu chứ đừng chắc chả thắng được nhiều đâu. Thôi mình kết thúc video ở đây nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.